cái này ngày xưa nó là răm chơi được đúng không? Bây giờ nó là thừa rồi thì nó kẻ. À thì gọi là răm cũ à? Đây. Thế đấy là cũ cũ đúng không anh? Cũ. Thực ra cái này rất là đẹp đúng không? À. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ nó thừa. Cắt đi. À. Cái này là thừa. Để ra ngoài này. Đấy không? Vâng. Sao phải cắt ngắn thế hả anh? Xong để dài ra thì cho nó mọc rồi sau này mình lấy được nhiều dữ liệu. Mình không lấy là nó vổng lên trên. Mình mà để dài quá khi mầm nó mọc lên trên đầu nó sẽ không mọc ở dưới. Nên mình phải đập lì nó xuống để mình lấy những cái răm ở phía dưới nó mọc lên. Thế mà nhiều lúc để lấy cốt là phải là nó hơi sâu một tí. Sau này có răm rồi thì mình sẽ là theo kiểu khác. Cụt lủn đi nhỉ. Cụt này thì bắt đầu nó mới ra mầm ở phía dưới thì mình, dạ, mình lấy lại. Thế mới đập rụt được răm xuống chứ em. Mình lấy ở trên lúc nào nó cũng bồng bồng lên trên sao mà đập rụt được. Thì lúc đến là phải chấp nhận đứng đầu. Chấp nhận đứng đầu à? Đây. Đấy không? Vâng. Đây như cái răm này nhá. Được nữa. Mày nhìn thấy tại sao cắt cái đấy không? Ờ. Rồi sau này mình để ngoài đầu ngoài này gì nữa. Ừ. Nếu mà không hiểu nhìn như kiểu phá răm. Tức là trước là mình giữ để nó kiểu là mượn ấy. Lọc nó rách cả ra. Đấy. Nhìn thì cảm giác thế. Nhưng mà để mình lấy được cái cốt răm thì mình bắt buộc mình phải hạ. Đâu bà bảo tải trên chuồng chó này. Chú xem ở trên chuồng chó này có không này. Đúng là để ra được một bộ răm đẹp là cũng rất là kỳ công. Mất thứ nhất là mất thời gian. Thứ hai là làm cái này nó cũng khó đấy, nó phải có kinh nghiệm. Đây là một đây chính là đây là làm răm này cũng là một bài toán khó đấy anh ạ. Là phải có kinh nghiệm thì mình biết cắt cái nào và để cái nào. À. Còn không mình lúc cắt phát là cụt lủn. Thế mà nó sẽ là một bài toán khó để mà mọi người dám cắt hay không dám cắt. Thế mới phải học. Tự nhiên mà làm được thì nó chả cái gì là tự nhiên cả, cái gì cũng phải qua trải qua năm tháng, trải qua thời gian, rồi mình phải làm nữa anh ạ. Đấy, giống anh ấy, anh làm bao nhiêu cây, bao nhiêu tác phẩm, cái cơ bản nhất vẫn là phải làm đó. Đúng rồi, vâng, vẫn phải làm mình mới có cái tay quen được. Văn ôn võ luyện. Để mà nhìn mà làm là cũng xót ruột đấy. Bởi vì ví dụ như trên này này, nhìn rất là hòm hòm rồi nhá. Đấy, nhìn rất là hòm rồi. Nhưng ở dưới xé ra. Nhưng mà khi anh cắt thì bây giờ nó lại xé toác ra như thế này là thì nó sợ đó. Sợ. Thế bảo rồi, nếu mà không biết hoặc là không hiểu ấy thì
cách làm răm lọc răm này nó như kiểu là phá cây ấy. Đang răm tôi đang dày lì đấy, nhưng mà phá đấy, đây dày lì tự nhiên bụp một phát, thế là đấy nó cụt thì đủ. Chả thấy răm trước đâu nữa. Thế là mình phải định hình, mình biết là hiện tại mình nó đang đến thời điểm nào. Đó, khi nó đang ở cốt răm rồi ấy, thì đừng có cầu toàn về răm. Tức là có cái móng tốt thì sau này sẽ có ngôi nhà đẹp à? Đúng rồi, chính xác. Bộ cốt răm mà ok, sau này là cứ thế là nuôi răm ra là sửa là sẽ đẹp lên theo cái bộ đấy đúng không anh? Nếu không có cốt răm sau này làm cực khổ. Mà sau này nó đã lên bộ răm nó dày nó đẹp rồi ấy. Đấy nhìn cốt nó xấu ấy, chẳng nhẽ lại cắt đi làm lại. Chả ông nào dám cắt đi làm lại cả. Đó, tại vì răm lúc đấy nó già rồi mà. Vâng. Đấy, đây mới là răm chi. Đấy mà bây giờ lại còn tay cẳng mà làm nó lỡ. Sau này cắt đi làm lại ấy, ui giời, mới gọi là sót. Cây đang chơi ấy, cắt đi cụt thùng lụt. Không còn cái gì nữa cả. Nuôi từ đầu ấy nhỉ, lâu sót ruột hơn. Là đây chỉ có làm mỗi bộ răm thôi đúng không? Đấy, mấy hai nữa là gì? Trong quá trình làm này ấy, cứ bảo là cắt đi để làm lại ấy, cho đẹp ấy. À. Nhưng mà chắc đi làm lại đã đẹp. Vì sao anh? Tưởng làm lại thì nó sẽ thay thế thì nó... Bây giờ nó là ở phụ thuộc vào kỹ thuật làm nữa. À. Mình cứ nghĩ trong đầu là làm lại nó sẽ đẹp, nhưng mà mình nó có làm được đẹp không? Nên là cũng... Cái quan trọng. Cũng nhiều ông chủ cây là ông run nhỉ? Tại vì... Rõ ràng mạnh đi anh biết là nhiều lúc nó không đâu phải là chỉ có người cắt người làm, nhiều yếu tố nữa, người chăm cây nữa, nó biến và sau đó là qua bao nhiêu thời gian để mình chọn lựa mình lại lấy trở lại. Đấy, ví dụ như cái này nhá, nếu như mình để cho nó dày thì mình vẫn để được, nếu vẫn để được nhá, ví dụ anh cắt đi như này anh nhìn vẫn là cái để được, nhưng nó là cái chi thừa. Đây là thừa này. Cái này là thừa. Ừ. Đấy, cái này là thừa. Đấy, nhưng mà để cho nó, nếu mà muốn để cho nó dày ấy, mình để tạm được. Đấy, cái này này. Mày có nhìn được cái này không? Nhìn được. Đã được không? Chỗ này hơi khó nhìn. Chính vì thế nên là đây, cái này cũng là thừa này, nhưng mà hiện tại nó đang thiếu, mình vẫn phải để nó đảm bảo được cái độ dày của răm. Ví dụ cái này thế, sau này mình sẽ là cái này bỏ đi mà. Công nhận Tuấn Anh làm kỹ thật. Một cái chi cũng như một cái tay cành, cái bản chất nó như nhau. Nó chỉ nhỏ hơn thôi mà. Ờ, nó chỉ nhỏ hơn, nó thu nhỏ lại thôi. Thì mình làm, có thể mình làm chi tiết đến đâu ấy thì nó sẽ đẹp đến đấy. Đúng không anh? Vâng. Cái to thì nhìn nó dễ hơn, cái nhỏ thì đương nhiên là nó sẽ độ chi tiết nó càng ngày càng khó hơn, nó hay bị lẫn. Bạn cắt lại cây à? Vâng bà. Quay cả camera nữa. Cắt thì chuẩn bị đi chơi mà bà. À. Chẳng chuẩn bị đi. Cây này là cây nhiều tiền nhất vườn. Bán mẹ anh đâu. Không, đây cái bán đều bạc quyết định thôi. Tí con nói là bạc tưới cái này là kỹ không? Tưới kỹ à? Vâng. Này là tưới sáng tưới tối tưới rồi. Vâng. Rồi được.
vì nó là cây nhiều tiền. Thôi bà cứ quyết đi. Bán 1 tỷ thì bán đi. Xây nhà mà. Thật. Chó thì trồng nó có mấy cái tai nó vòng vòng lên như này. Thế mà nhiều tiền nhờ bà nhờ. Ừ. Đúng rồi, bọn này thừa tiền đúng không? Cũng nặng, có tiền thì chết. Đấy. Không có nhà có rồi thì làm gì hả bà? Xây có rồi thì lại có luôn á. Đâu xây nhà xong lại thuê ô xin đi lau nhà. Cũng khổ bà. Không có nhà thì không phải thuê ô xin lau nhà, bây giờ có nhà rồi lại phải thuê ô xin lau nhà. Bao nhiêu ngày vừa sáng này lên đến tiền nữa đấy. Chỉ có lau nhà thôi mà mất 7 triệu cơ hả bà? Ờ, bên nhà đi, nhà đang vừa xây dựng xong nó cần chỉ có hai bác cháu thì nó làm thế, mất ngày lên qua giờ đấy, mất 2 triệu. Ví dụ hôm vừa rồi lên mất đến 3,5 triệu nữa, là dưới 50 nữa, xe học 1 triệu, à cho ăn cái này thì phải xe nó mua lốp cho bảy đấy. Giờ sáng nay vừa trả tiền nữa không? Búi lùm xùm đấy, Tuấn Anh làm như thế nào? Đấy, à, cái búi có gì đâu. Thế là đây nhá, em xét ra những cái đường chi nó có sẵn rồi. Bây giờ nhá, mình lấy cái chi ngoài này đúng không? À. Cái chi ở trong này, thì cái chi này để cho đảm bảo cho nó dày thôi. Bỏ đi được mà. Thấy không? Thì là nó kẹt mà, đây cái này bỏ đi được mà. Đấy, muốn để nó thoát. Thế còn cái này thì ra là sau này sẽ lọc nữa, nhưng mà hiện tại mình để cho muốn cho nó để cho nó độ dày. Khi nó đủ độ dày ấy, đủ độ dày ấy, thì nó mọc lá lên nó cũng không bị sống. Nghĩa là nó không bị vọt ấy, bị phá. Và nhất cái hai nữa là dăm khi nó đủ độ chi ra thì cái lá nó mọc ra nó cũng không to. Xuống thế nhưng mà anh phang một tí là lại cụt hết mà, đúng không? Đấy các bác xem, rất là làm dăm rất là chi tiết luôn nhá. Đây là dăm bé, cành to cho bên ném. Thôi, thế mới có việc của chú làm. Từ hôm qua thì cứ đi nhặt ra lại mấy lần rồi.
Hôm nọ cháu được mấy rồi? 3 quả. Cháu chả nghĩ chú tốt đến thế đâu. Chả nghĩ là ngon, nó lại ăn cả.